Xin chào quý khán giả đang xem video. Chuyến đường cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng ký hiệu CT34 ở dự án thành phần 1 tại tỉnh An Giang có chiều dài 57 km, đang dẫn đầu về tiến độ thi công tại 4 địa phương. Tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2024 đã đạt trên 35% tổng khối lượng dự án. Có nhiều yếu tố để tiến độ đạt được như vậy là khâu giải phóng mặt bằng ở tỉnh An Giang hoàn thành sớm. Từ khi khởi công tháng 6 năm 2023, các nhà thầu đảm nhận thi công đã bắt tay vào công việc. Cơ quan chức năng tỉnh An Giang phối hợp tốt với các nhà thầu, mỏ cát đắp nền đường được khai thác ở tỉnh An Giang. Vì thế, xà lan vận chuyển về đến công trường rất nhanh chóng. Video hôm nay, quý khán giả cùng tôi xem toàn cảnh tuyến đường cao tốc cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng tại vị trí cầu kênh Ba Dầu nằm ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Chúng ta nhìn trên bản đồ địa lý thì cây cầu nằm cách chợ Vĩnh Phú khoảng 5 km. Đây sẽ là một trong 33 cây cầu được xây dựng tại tỉnh An Giang. Ở đoạn này, tuyến đường cao tốc thuộc gói thầu số 44 thi công phần đường cao tốc và phần cầu phần cống nằm ở huyện Châu Thành và một phần ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Chúng ta quan sát toàn cảnh từ trên cao thì nhà thầu đang thi công bản mặt cầu. Có thể đầu tháng 12 năm 2024 này, nhà thầu sẽ hoàn thành thi công bản mặt cầu kênh gạch Ba Dầu. Quy mô cầu dài 10 nhịp, rộng 4 làn xe. Các cây cầu ở tỉnh An Giang cũng sẽ xây dựng giống như cầu KH9 hay cầu Sà No ở huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang. Tôi đã cập nhật trong tuần trước, đều được nhà thầu xây dựng bằng bê tông cốt thép, sử dụng dầm Super T. Hiện nay, các vị trí cầu lớn, cầu nhiều nhịp đã được nhà thầu triển khai xây dựng cơ bản xong hạng mục bản mặt cầu. Nhà thầu sẽ tiến hành xây dựng các vị trí cống hộp, cống tròn ngang tuyến đường cao tốc. Theo thống kê, số lượng cống thoát nước sẽ có 103 hệ thống cống thoát nước. Xà lan chở cát đậu dưới dòng kênh gạch Ba Dầu đang được công nhân nhà thầu triển khai bơm cát đắp nền đường cao tốc giai đoạn 2 để đúng cao độ của nền đường. Đảm nhận thi công gói thầu số 44 là liên danh công ty cổ phần 471, công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy, công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong đã triển khai thi công đường cao tốc, tiến độ đạt hơn 35% kế hoạch. Trên đoạn đường cao tốc dài 12,2 km thuộc gói thầu số 44 này thì nhà thầu đang tập trung hoàn thành 9 cây cầu trong năm 2024, gồm các cây cầu Vĩnh Bình 1, cầu kênh Núi Chốc Năng Gù, cầu kênh Làng, cầu kênh Đông 1, cầu kênh 15, cầu kênh Ngang Quệ Đất, cầu kênh Đông 2, cầu kênh Gạch Ba Dầu và cuối cùng là cầu kênh Triều Tiền. Chúng ta quan sát phần đường cao tốc, đoạn này đang được gia tải nền đường, nhà thầu sẽ tiếp tục đắp lớp cát giai đoạn thứ 2, tiến độ xây dựng cao nhất so với thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Vì thế, bóc dáng đường cao tốc trên nền cát đã hiện rõ ràng hơn so với các địa phương còn lại. Tôi đi cập nhật đường cao tốc ở địa phận huyện Thái Lai của thành phố Cần Thơ thì nhiều đoạn vẫn chưa có cát để đắp nền đường. Công trình xây dựng đường bộ cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng ký hiệu CT34 ở giai đoạn 1 dài 188 km được chia thành 4 dự án thành phần do các tỉnh thành phố gồm tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án thành phần 1 đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài 57 km, tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng, có 4 gói thầu xây lắp được ký hiệu số 42, 43, 44 và 45. Ở giai đoạn 1, tuyến đường cao tốc cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng có quy mô 4 làn xe, mặt đường sẽ rộng 17 m, có tất cả 33 cây cầu trên tuyến, có 32 cây cầu trên đường cao tốc và 1 cây cầu vượt ngang thuộc đường tỉnh 945, có 103 vị trí cống ngang đường phục vụ thoát nước ngang. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, đường cao tốc sẽ rộng 6 làn xe, quy mô 25 m. Dự kiến tuyến đường cao tốc cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang sẽ hoàn thành cuối năm 2026 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục video, xin mời quý khán giả xem toàn cảnh đường cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa phận xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Thank you.